Chào bạn, thì trong cái bài này chúng ta sẽ nói rõ hơn về cái bài lặp thông thấp một lần nữa. Lặp thông thấp một lần nữa đúng không? Thì đối với lặp thông thấp bậc 3 nó có hai cái con OBC như sau, là con OBC thứ nhất và con OBC thứ hai đúng không? Và ta thấy là đối với con OBC thứ nhất có hai tổ, còn OBC thứ hai thì chỉ có một tổ thôi. Và ở đây ta có công thức như sau: FC1 tức là bằng FC2 bằng, các bạn nếu mà không biết FC1 và FC2 là gì thì xem lại video trước để hiểu hơn. Tức là mình đã có một cái video ở phía trước về cái bài này rồi. FC1, FC2 và công thức nó mình thiết lập như thế nào mình đã chỉ rõ rồi. Đây. FC1 bằng FC2 bằng bằng 1 trên cho 2pi, 2 nhân cho pi nhân cho bên trong là R1 nhân C1, R2 nhân C2, được chưa? R1 nhân C1, R2 nhân C2. Nhân cho R3 nhân C3. À, chỗ này là R5 đúng không? Chỗ này không phải R3 mà là R5. Như vậy là R5 nhân cho C3. Được chưa? Thì ta dựa vào công thức này để ta tính ra giá trị của các linh kiện trong trong mạng. Đúng không? Cái thứ hai là K bằng K1 nhân cho K2. Trong đó K1 K1 sẽ bằng là 1 cộng cho R4 chia cho R3. Với K2 là bằng R7 chia cho R6. Ok chưa? Và ta bắt đầu ta thiết lập giá trị sau khi ta tính rồi. Thì ở đây mình đã tính, mình cho ví dụ cho các bạn trong trường hợp này nhá. Trong trường hợp này là mình sẽ cho đưa ra một ví dụ cho các bạn để xem dạng sum như nó. Này 6 đi. Này là 8 đi. Này là 10 nanofarad đi. Đây cũng là 10 luôn đi. Cái này giá trị là mình cho là 2,7 nhá.
Mình đã tính toán rồi, mình đã lấy giấy bút ra mình tính toán cái giá trị này rồi, sao cho hai hệ số nó bằng nhau rồi. Nhầm, hai cái tần số nó bằng nhau rồi. Rồi, ok. Và mình cho cái này là 5, biên độ là 5, tần số là 1.000, 10.000 đi. Được chưa? Ta cho nó chạy nha. Tần số lớn quá, buộc phải cho bằng cái này nhỏ lại. Ta chỉnh lại nó đi, ta chỉnh lại tần số ít hơn. Nhìn nó bạn bấm phải chuột, bạn chọn đi đi đồ oxy đấy, thì dạng xung vào và dạng xung ra như thế. Và tới đây thì mình cũng xin kết thúc cái bài học tại đây. Và ở đây ta lưu ý một điều này là bộ lọc thông ba, à nhầm nhầm, mình có đi mua nó đó, là bộ lọc thông ba này là kết hợp của bộ lọc bậc 2 và bộ lọc bậc 1. Đa ba. Có một cái video mình đã làm thêm một cái video về bộ lọc và bộ hai rồi. Các bạn xem lại để vào trong kênh của mình xem lại.